phăm phăm đất cho nó tơi đất lên, đổ thêm phân chuồng vào, cho phân lấp chuồng lại. Rau này rau giống rau muống khô mà nó cũng to rồi các bạn, tốt đấy mà ăn được lâu chứ, cứ ngắt đi lại lên, ngắt đi lại lên. Ui, đẹp này cụ ơi. Đây nữa chứ, ui cũng to đi này. Để to lắm này, bới lắm. Nó lên dây mà, dây trang chịt luôn. Đây này, đây có cái trò đốt này. Đây trò đấy. Đúng cái trò này rất là hiệu quả luôn đấy. Ok, hello chào các bạn. Ok, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh Văn Nam Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Hôm nay mình lên nông trại để thăm nông trại mọi người. Bắt ta đây. Đây mọi người cũng mới nghỉ trưa để ăn cơm. Có mấy bệnh nữa. Có mấy bệnh. Phun xuống kề. Rau mà. Ăn hôm nay là ăn phui với rau. Rau muống à? Rau mà để batata. Rau batata. Mọi người nấu rau cải ăn. Đấy, bình thường mình cứ kêu là thấy rau tốt chưa thì cứ ra ngắt tỉa lấy vô nấu ăn. Đấy, rau phát huy tác dụng đấy. Bí cái này là bầu, bầu thì bắt đầu chuẩn bị lên dàn rồi mọi người. Cái này bầu bầu quả trắng trắng đấy. Bầu dài ấy, bầu quả dài ấy, bầu sao ấy. Bầu, có loài bầu có loài bí chứ? Không, bầu hết đấy. Bầu như bên bạn Anh Đông ấy, lúc nó dài vậy này. Bầu dài. Ấy. Lên đẹp đấy chứ nhỉ? Lên đẹp rồi, sắp lên dàn nữa. Đây, cái này chuẩn bị bắc lên dàn. Cái này em cho mọi người cuốc cái gốc, không phải cuốc gốc, cái cuốc đồng rồng ngoài này này. Phăm phăm đất cho nó tơi đất lên, đổ thêm phân chuồng vào, cho phân chuồng vào, lấp lại. Nhưng mà cái này phải cho ai làm cẩn thận, không cuốc đứt gốc đấy. Xăm xăm cái đất xung quanh này. Xăm xung quanh đây. Trồn đất với phân chuồng. Sới sới lên, tơi tơi. Sới sới lên đấy. Cái này chuẩn bị lên dàn rồi. Này khoảng tầm chục ngày nữa là lên dàn rồi. Bỏ phân vô mấy bữa nữa là lên. Nó là nhanh mà. Rau cũng nhanh, cái này rau thì bữa tỉa mà. Cái này tốt nhỉ? Tỉa mấy lần rồi đấy. Cái đầu luống này thì nó không hiểu sao nó bị xấu rồi này. Luống này lại xấu. Còn mấy luống kia là bình thường. Cũng bỏ phân cho như nhau hết. Đây, rau này bắt đầu già rồi đấy. Bắt đầu già, chuẩn bị cho mọi người tỉa hết. Cho mọi người tỉa tỉa hết. Ăn dần đi chứ. Nó ra hoa rồi này. Cho mọi người ăn dần, cái cải này tầm này là phải ăn hết rồi. Không là ra hoa hết. Cải này nói cải cúc cũng không phải nhỉ? Cũng phải cái cúc cải kiểu cải gì ấy. Ở trong ấy là gọi là cải gì, quên mất cái tên này. Đây bên này non, cái luống này nó tốt này. Mai cho mọi người cắt mang về nhà ăn tiếp. Hôm bữa cắt cho mọi người một bó to rồi. Cắt đi, không để nó ra đấy. Cắt đi rồi mình trồng cái khác. Thì cắt về nhà mình ăn nữa. Vâng. Cắt lên mớ, tầm này là ăn được rồi. To nhanh, phát triển nhanh thật. Tầm tháng chứ mấy. Tầm một tháng là cái ăn được mấy đợt ngon rồi. Xào ngon mà. Hôm bữa lấy về nhà một hai bó đấy, xào anh em ăn. Ok. Đây này, này, đây này, lá này. Đây, rau này là rau nhúng lẩu ấy anh ạ. Rau này kiểu giống cái rau nhúng lẩu. Hay để mai kia mình kiếm đồ về nấu lẩu. Nhúng lẩu ăn là ngon luôn. Đây, đây này, rau muống rồi đây. Muống xanh đen này. Bón phân bò hôm bữa. Rau muống này ăn lâu phết rồi đấy. Bón phân bò. Ăn mấy đợt rồi, cứ tỉa ăn dần rồi. Ồ, non phết đấy. Non, đợt này nó mới lên tiếp. Phân bò với hôm bữa có ít đạm rác lên này. Tầm này là tỉa ăn tiếp rồi. Rau này rau giống rau muống khô mà nó cũng to rồi các bạn. Tốt đấy. Mà ăn được lâu chứ, cứ ngắt đi lại lên, ngắt đi lại lên. Cái này là do tính chất đất ở đây của cái vùng nông trại của Nam, đất này nó vẫn cằn cỗi. Mà giờ nó vẫn lên được như thế này. Cái này là do mình bón tro, bón phân này. Em bỏ cho đấy, cho mình hút cho. Đây là cà tím. Cà tím à? Vâng, đấy, cà tím có mấy cây bó phân rồi giờ nó cũng phát triển mạnh. Mấy cái luống rau cải này này. Mấy cái luống rau cải này thì hôm sau nếu mà mai kia mà cắt ăn ấy, thì cắt hẳn đi hoặc khoảng 3 luống. Cắt hết đi luôn. Cắt hết sạch luôn. Giờ làm tầm này cho là làm lại đất sang lấy cà pháo. Vâng. Về trồng khoảng 3 luống này cà pháo. Hôm sau muối. Giờ là cắt hết được rồi, tầm này là già rồi. Cắt hết đi 3 luống để cái phần đầu kia lại. Để ăn dần thôi, còn chỗ này thì cắt sạch luôn để trồng cái khác này. Mấy cái luống già già này là cho đi hết, để trồng cà.
Cà thì mình tưới gốc, cho nên kể cả mùa nắng mình vẫn tưới được. Vâng, có giếng mà. Giếng thì chắc có nước đủ tưới trong vườn rau này thôi. Như cà không phải tưới như các loại rau khác. Cái này cây giống cây rau chua. Cái này cây dại. Cà này không sao, vun này, vun bên này này. Vâng. Vun đất lên đây đến thì để xăm gốc ra. Mình tưới nước là tưới vào gốc thôi. Bón phân em cũng cho bón vòng về mà. Bón phân cũng khoét vòng về xong rồi bón. Nhiều có mấy cây này tốt ôm rồi này. Mấy cây này khỏe lên. Tầm vài bữa nữa là to, có bông rồi này. Bắt đầu ra bông rồi. Ra quả đấy. Cà tầm đấy là bắt đầu chuẩn bị ra ấy để ra quả đấy này. Bông rồi đấy. Cây nào cũng được như cây này thì đẹp. Thế này có bông có quả này. Bông ra hết. Bón mấy cây này đi, là nó cũng lên thế mà. Bón hết đi chứ. Em bón xong... hết, bón đều hết. Đây. Cái này phải xăm cái gốc nó ra. Xăm gốc ra là bắt đầu. Ví dụ như cây này là mình phải xăm gốc ra thế này này. Đấy. Thì nó nhanh lên. Cho phân vào. Cho đất nó tơi. Ừ. Xong đấy phăm bên này. Đấy. Cho phân cho tưới nước vào. Thế này là nhanh. Ngày nào cũng tưới chứ, ngày nào không mưa là cứ trước khi đi về là kêu mọi người tưới nước. Tưới nước thì nó mới hiệu quả được chứ rau. Rau muống này cắt thì cắt ngang luôn, cắt cụt luôn. Là bắt đầu lại tưới nước với tưới ấy vào là nó lại lên. Nó lên biết bao nhiêu đợt này, mọc nhánh tỉa nhánh suốt đi. Cái này mai kia là anh em công nhân lại được bữa rau muống sao tỏi. Rau muống sao tỏi, rau xanh và đại dương. Đi lên trên này coi cho mọi người coi khoai với đậu. Khoai với đậu giờ cũng đang phát triển tốt. Cái giống đợt sau này lấy ở trên Anh Linh nó khỏe, cây nó khỏe nên là lên nhanh lắm. Có những giống ở trong sau mà lên trước đẹp nhỉ. Cầm cái cuốc lên trên kia thử bới cái luống đầu Tây Ân mình trồng phải hơn 2 tháng rồi đấy. Còn có cụ chưa. Cái chỗ này hôm bữa nó hơi xấu này cho nên là dặm lại. Cắt mấy cái dây ở trên chỗ luống tốt tốt trên kia trồng lâu rồi. Thế không lấy cái gì đây? Không lấy cái giống to bên này về. Đây cái giống Ảnh Đông nó cũng to mà. Ừ. Giống khỏe. Đây cái giống to là đợt sau đấy, trồng nhìn khác hẳn luôn này. Ừ. Phát triển mạnh con giống này đợt đầu. Cho nên là dây nó nhỏ. Cái khoai này ấy là lúc em lấy bên cái chỗ đợt đầu gần ao ấy là cái này cho trồng dây ăn để đấy. Lấy dây cho dây ăn. Chứ giống này củ kém bởi vì dây nó nhỏ này. Dây nó nhỏ. Chứ còn cái giống kia ấy, củ mới to. Đấy, giống bên kia nhìn trồng cái nó khác hẳn mà. Lá to, dây to, xanh đen luôn. Cái giống đấy mà khoai có những củ phải tầm 4-5 ký các bạn ạ. Bên Anh Linh đào khoai mà lên tầm 4-5 ký củ cơ mà. Lúc này anh em mình thu khoai bên đấy, thu hoạch khoai mà. Củ to nhất phải 4-5 ký, khiếp thật. Đậu giờ lên cũng bắt đầu lên phát triển tốt rồi. Này mấy mốt mình cũng phải bón phân đấy. Đậu cũng nhiều đấy. Nhiều. Toàn đậu không? Nguyên vùng này là trồng đậu hết. Đâu, bới khoai ở đâu? Khoai đấy. Khoai có củ không? Mấy tháng này à? Khoai trộm này phải hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng thì mới là củ nhỏ thôi. Củ vừa. 2 tháng rưỡi gần 3 tháng rồi đấy. Chứ còn nếu khoai mà đẹp thì phải 3 tháng rưỡi 4 tháng là thu hoạch. Cái dây trên này củ to. Nút trên kia cơ mà khoai nhiều. Toàn khoai lên tít trên kia. Khoai nhiều đấy, nhiều lắm. Luống này mới mốt cũng phải tấp lên nữa này. Hôm bữa tấp một lần rồi đấy. Bên chỗ anh, cái chỗ lúc này thu hoạch nếu mà tất cả bên đấy là khoảng bằng một nửa cái chỗ này. Ừ. Đây. Đây giờ nếu mà ấy có thời gian vun cho nó một lần nữa. Vâng. Đây này, nhìn này. Cái giống này dây nó cũng to chứ. Ừ. Dây gốc này nó to cỡ này. Có củ chưa? Cái đấy dây to chưa chắc. Dây to thì chưa củ lắm đấy ạ. Đào thử. Thử cái này. Thử 2-3 gốc xem. Có đất xốp phết đấy. Mổ sâu xuống. Ui, củ đẹp này. Củ này. Củ của bên này. Củ này là ngon này các bạn này. Bỡ đấy. Khoai này thì đúng tuyệt vời đấy. Khoai đúng khoai luộc ấy. Đây khoảng tầm tháng rưỡi nữa là thu hoạch.
Củ này ăn sống còn ngon này. Mà nhìn nó bóng nhỉ. Ừ. Cái da nó kiểu nó bóng, nó không bị dính đất nhiều. Kiểu như heo sữa ấy. Củ nó cũng tầm tầm này hết rồi đấy. Mấy luống thử. Thử mấy gốc xem. Thì mình trồng cùng nhau mà. Ở đấy vâng. Củ như thế thì củ nó cũng đều thế thôi. Dây thốt phết đây, nhưng dây to này là chắc chắn củ này, to này. Đấy. Ừ, củ vừa. Củ bắt đầu mới nhỏ. Đấy, cái này phải tháng rưỡi, 2 tháng ạ. Đây, đây này, ui, củ to đi này. Củ này to lắm này. Bới luôn, bới luôn. Bới đâu thì bới luôn đi. Cho một cuốc. Ui, kiến cắn rồi. Đấy. À, không to lắm. Thế này là đúng rồi, còn gì. Đúng rồi. Mà ngắn cụ nhỉ. Này khoai bên giống anh Đông. Nhưng mà được cái nhìn nó đẹp. Lặp lại. Ui, kiến cắn rồi. Nói chung loại này, khoai này phải tầm tháng rưỡi, 2 tháng nữa là đẹp. Đấy. À. Tháng rưỡi nữa. Tháng rưỡi là bới. Cái dây thử lên chỗ cái luống trên này trồng sau một tuần này. Dây ở trên Quang Linh Farm. Trên kia. Còn dây là dây chỗ anh Đông. Đấy à? Vâng. Cái mấy cái luống này là dây chỗ nông trại anh Đông này. Thế thì cái giống khoai này vẫn khác cái giống khoai mà lúc này anh thu hoạch bên trang trại ấy. Vâng. Lá này nó nhỏ hơn cái giống khoai bên đấy. Ừ. Kìa, giống khoai bên kia lá to cơ mà. Kiểu không biết tại giống hay sao cùng khoai tím này, nhưng mà bên nhà mình thì lá nó to lắm, chắc là kiểu cái giống bên này F1 hay sao ấy. Hay là do phân chuồng nhiều không biết. Thế này. Cái này thì khoai để lên dây. Cái này khoai lấy dây không biết có củ không. À bây giờ phải là tôi đủ số với kia á. Tập à, tia ra xà đạc cà bì. Cái này dây dài phết đấy. Dây tủ lông mết như mạng nhện đấy. Nhưng mà dây nó bé này. Bé. Không biết có củ không. Thử một gốc cái. Dây này, ra như mạng nhện luôn. Cái này tủ lông hướng luôn, nó không. Cái này phải bắt. Nó không ra đều. Vun là vun luống lên là mình phải bắt nó. Bắt dây lên. Nó luống. Nằm theo luống. Cái này khả năng chưa củ. Kẹo. Cái trồng sau à? Vâng, cái này trồng sau. À, trồng sau thì chưa củ đâu. Trồng sau cái kia tầm tuần 2 tuần ấy. Bới sâu xuống đi xem. Bới là bới rồi, bới được. Cho một gốc. Cái này chưa củ. Chưa có. Đúng không? Chưa có củ. Thế cái khoai này chắc khoai để lấy dây. Khoai này khoai lấy dây nên dây củ ra. Củ không năng suất lắm. Nhằng nhịt hết. Khoai này là lấy dây cho dê ăn được trước. Ừ. Nhìn dây cái là nó thấy nó nhằng nhịt đây. Dây kinh nhỉ. Như mà nhện. Đây này khoai lấy củ đây này. Cái này này. Đây là cái giống bên mình ấy đúng không? Đấy. Sành đen. Đây những cái chỗ ấy là vừa dầm này. Đây là những chỗ này cho dầm vào này. Đây này có cái luống này không biết do đốt hay sao mà nó tốt. Nhìn cái luống kia nhìn lên kinh khủng ấy. Đây này. Giống sau đây này. Nhìn lá khác hẳn luôn. Trong sau mà lá này. Đây này dặm dần đấy. Cái chỗ nào mà thiếu là cho mọi người dặm hết rồi. Đấy mà giống khoai để lấy củ này. Đấy là giống tốt đây này. Lá này, mới lên tí với lá này. Cái thân nó bù bẩm thế này mà. Cái này trồng một tuần là nó sống luôn ấy. Ừ. Chứ không phải đợi lâu đâu. Mà nhìn thân này, thân với lá lên năng suất ấy. Esa kia memo que le on the nose cosu. Khoai mà giống là cứ đều đều như vậy là trồng nó hiệu quả hơn này. Lên biết bao nhiêu củ
đâu lạc vô mấy cái giống khoai này như cây rau muống luôn. Nên là không hiểu sao như cây rau muống rồi. Nhìn cái lá trái này. Ở bên này nó nhiều giống khoai lắm. Khoai đủ. Trắng, khoai tím, khoai đỏ. Cái chỗ này không biết nó có cái gì mà sao nó tốt đấy nhỉ? Chắc là ở đấy chứa cái đốt cây hay sao ạ? Đây. Cái bụi này nhìn chắc là do đốt cây đấy. Trời, nhìn này. Nó lên dây mà dây chằng chịt luôn. Đây này, đây có cái trò đốt đây này. Đây trò đấy. Đúng cái trò này rất là hiệu quả luôn đấy. Trò với phân chuồng. Cái trò này nó vẫn hiệu quả hơn phân đấy. Nhìn xuống không? Nhìn bụi như vậy cơ mà. Này, cái này hôm sau sẽ vun là phải vun. Vun to ra. Cái nó to ra. Đây này, bắt hết sang như lúc này anh bảo ấy. Bắt hết này. Đấy. Bắt cái dây cho thẳng. Bắt hết sang một bên. Xong là bỏ phân chuồng hoặc là ấy lên đây. Xong là cuốc đất trên này vun lên. Xong vun mặt này xong rồi bắt mặt bên kia. Mặt bên kia này phải bắt chéo sang bên này hết. Rồi lại vun lại. Cứ như thế là vun cái luống nó to ra là củ nó sẽ phát triển được. Như kinh ấy. Cái than này đúng đẳng cấp ấy. Còn như ở bên này cái phong cách trồng khoai của người dân bên này là người ta trồng trồng trệt ở dưới các bạn, trồng phẳng ở dưới, cứ cuốc cái rảnh xong là lên luống được một tí thôi. Không có lên luống to như kiểu Việt Nam mình chỉ cho đâu. Luống to vậy thì khoai củ nó phải dễ phát triển, nó dễ lớn hơn. Còn nếu mà làm cái luống nhỏ, cái đất nó chai này, củ nó không to được. Không có cái ấy để cho khoảng cách để cho củ nó phát triển. Nó phải nuôi được dây tốt đi. Củ nó phát triển được. Mối. Mối nó ùn lên đấy á? Vâng. Từ ùn lên đến này á? Đây. Này mới đây này. Mối đây. Cái này là đập lần rồi đấy. Khiêu ơi. Đập lần rồi lại lên tiếp này. Cái này mà gần ao cá. Ừ. Mà đập cái ổ mối này vứt ra ao cá thì thôi. Cá ăn lớn lắm. Cá ăn thì sướng lắm. Hôm nay thì mình cũng lên. Mình quay cho mọi người xem tình hình nông trại. Bữa nay ở nhà cũng nhiều việc làm. Cũng livestream các kiểu bán hàng phụ anh Linh cho nên là hạn chế lên nông trại quay. Tình hình nông trại thì nó cũng vậy thôi. Rau màu mỗi ngày nó cũng phát triển hơn rồi. Mình thấy mình cũng vui rồi. Đấy, mọi người thấy video này hay, cứ nghĩ là hãy like, share, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Okay, chào các bạn. Chào các bạn. Để vài bữa nữa là xuống con linh farm xin ít phân chuồng lên bỏ cho khoai cho nó tốt. Phân chuồng thì đợt này nhiều lắm. Chạy xuống trở lên. Bỏ rồi vun luống to to là xíu nữa là được. Vun vào khoai.